Hello tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài Việt Maps 1 quý 2 năm 2022 bản quyền cho những dòng máy tính bảng và điện thoại Android 9 trở lên nha các bạn. Các bạn biết hôm nay là ngày gì không? Ngày gì? Hôm nay là ngày 23 tháng 6 là bên Việt Maps nó sẽ cập nhật dữ liệu bản đồ quý 2 năm 2023. Lúc đó có một tin đặc biệt mọi người là nó có thông xe đường cao tốc Nha Trang Cam Lâm và Vĩnh Hảo Phan Thiết. Dữ liệu này được cho là Việt Maps S1 và Việt Maps S2 luôn nha các bạn. Và để biết lý do tại sao mình nói là cài bản quyền cho Android 9 trở lên các bạn, hãy cùng đi theo tôi. Mình có coi được một cái video của Đỗ Chí Thành. Đỗ Chí Thành nha các bạn. Đỗ Chí Thành. Kêu mình vô. Mình nâng cấp. Đỗ Chí Thành. Rồi mình kéo xuống cái phần này nè. Cho mình hỏi bản Việt Maps 1 của anh cài xong có báo giọng nói cam tốc độ Việt Maps phạt nguội không vậy? Phạt nguội thì bác phải mua bản quyền nhé. Ok, với lại một điều này nữa, dùng điện thoại mua bản quyền có được không bác? Để có camera phạt nguội được mà điện thoại Android 9 nổ xuống nhé. Còn Android cao hơn văn ác phải dùng S2 nhé. Để giải quyết được nỗi sợ này thì video này đã có, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm như thế đấy đấy. Đầu tiên và không duyên thiên gì nữa, vào luôn cái video này thôi. Đầu tiên bạn bấm vào Drop, tải cho mình cái thư mục này nè, gồm có hai cái thư mục 7Z và cái thư mục RAR nhé bạn. Thứ hai, bạn lên Search Play, sau đó search cho mình cái app là Z-Archiver và bấm vô và tải. Khi bạn tải xong rồi bấm vào mở. Đầu tiên các bạn phải giải nén cho mình hai cái bộ file này. Đầu tiên mình sẽ giải nén bộ file này trước. Giữ cho màn hình bật. Ok, giải đến xong một tạp. Và thứ hai mình sẽ giải đếm cái tạp này để cho nó có cái gì ta, edit một trong cái file hai giải nén này á. Mình sẽ nhập mật khẩu là remote cartoon. Nhập lộn á, remote cartoon nha các bạn. Remote cartoon, bấm vô ok. Giữ cho màn hình bật. Ok, chúng ta đã giải nén xong hai cái bộ file này rồi. Và đầu tiên các bạn vô cái file này, bấm vào cái file SS1, sao chép, đưa nó vào lại tải và chọn Việt Maps quý 2, bấm dán nó. Ok, nó dán nó sẽ thành công. Và ok, tải Việt Maps 2021-01-25 Standard Backup và cài đặt. Xíu để ba con mở cổng cho, chứ con không được cho người lạ mở cổng luôn nha. Cái lúc mà con la ba ơi là đúng, nhưng mà nó trễ rồi, hiểu không? Bữa ba đang ngủ cái ba không nghe làm sao nha. Con là không cho người lạ vô cổng nhà mình, nhớ không? Ok, chúng ta đã tải xong cái Việt Maps 1 rồi, mình bấm mở để cho nó, mình sẽ cấp quyền mấy cái này để cho nó tạo cái thư mục cơm Việt Maps 1 OBU trong cái Android data trong bộ nhớ trong máy á. Sau đó bấm tiếp tục.
Ok. Ok, và các bạn sẽ kiểm tra xem vào bộ nhớ thiết bị Android data, nó sẽ có cái bộ file Vietcom, Vietmap với một OBU. Bấm vào thấy cái chữ file này là được. Và bấm vào lại, về lại tải về, chọn cái file này nè. Sao chép S1 vào trong cái bộ nhớ thiết bị này, mình chép nó ra là xong mà. Đầu tiên, thứ hai bạn sẽ chép cho mình cái file quan trọng, đó là vào Android data cơm nè, cơm việc mắc bộ OBU. Đặt bấm vào phần Navi OBU. Sao chép bộ nhớ thiết bị Android data. Tới cái phần người ta việc máy bộ OBU bấm vô. Và mình dán nó, mình sẽ giữ cho nó bàn bật. Xuống nước bạn ơi. Ok, chúng ta đã copy được những cái bộ file này rồi. Ok thì chúng ta sẽ đã copy được cái bộ file này rồi. Chúng ta phải đóng hết những cái ứng dụng chạy ngầm ở đây. Cái gì ạ? Chúng ta gì ạ? Đang thu gì ạ? Rồi sau đó mình bấm vào cái app. Ok. Ta đăng ký bản quyền nhé bạn. Rồi video của mình đến đây là hết. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong các video hướng dẫn lần sau.